Nhận định bóng đá MU với Liverpool, 2 giờ 15 phút ngày 14 tháng 5, đá bù vòng 34 Premier League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 70 điểm. Họ có được 20 trận thắng, 10 trận hòa và 4 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất ở mọi đấu trường. Phong độ của đội bóng này là 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Liverpool thì hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 với 57 điểm. Thành tích của đội bóng này là 16 trận thắng, 9 trận hòa và 9 trận thua. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường là 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tỷ lệ kèo châu Á. Trong những trận gần đây nhất, những người chơi cá cược theo cửa Manchester United có tỷ lệ thắng kèo tương đối cao. Họ đã thắng kèo 3 trận, còn lại là thua kèo 2 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, tỷ lệ thắng kèo của Liverpool là thấp hơn. Những người đặt cược cho đội bóng này đã thắng kèo 1 lần, còn lại là thua nửa tiền 1 lần và thua kèo 3 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo tài xỉu trong 5 trận gần đây nhất của mình, đội chủ nhà Manchester United ghi được 14 bàn và để thủng lưới 7 bàn. Còn con số này bên phía đội khách Liverpool là 6 bàn thắng và 3 bàn thua. Theo thống kê, trong 5 trận đấu gần đây của Manchester United thì có 4 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn 2.5. Trong khi đó, trong 5 trận đấu gần đây nhất của Liverpool thì có 4 trận kết thúc với tổng số bàn thắng nhỏ hơn 2.5. Chọn xỉu.